từ hồi nhỏ là đã sống một mình rồi, cho nên là trong cuộc sống là em tự, giống như hồi đó giờ là cứ tự em tự lực cánh sinh thôi. Với lại bây giờ em tập trung vào công việc là chính. Nhưng mà do từ nhỏ là ba mẹ ly hôn thì em cũng muốn có một cái gia đình, trong đầu em là em chỉ ước có một gia đình hạnh phúc thôi. Thì lúc đó em bỏ cái tương lai của mình để đi lấy chồng. Dạ, ba đứa con em thì chồng cũ của em lo. À thế à? Dạ, tại vì cháu nội đích tôn á, từ hồi nhỏ đó là mấy mẹ con tâm sự với nhau như là những người chị em vậy đó. Thì khi mà có một chuyện gì á, các con đều tâm sự với em hết trơn à. Cho nên là sẽ không có nông nổi như em hồi xưa đâu. Xin chào, tôi là Duy Mạnh. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Doanh Nhân Và Cuộc Sống. Và người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là một cô gái xinh đẹp, rất giỏi giang và cũng rất đa tài. Xin được giới thiệu nữ doanh nhân Lữ Ngọc Hiền. Dạ, chào. Cảm ơn em đã nhận lời mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Em có thể giới thiệu một chút về mình? Em tên là Ngọc Hiền. Thì hiện tại em đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo và là KOL. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Thật ra thì chúng ta cũng đã biết nhau một thời gian rồi. Dạ. Vậy thì sau cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân, gương mặt ảnh bìa, thì Ngọc Hiền có điều gì mới không? Dạ có nhiều lắm anh. Như anh cũng đã biết á, hồi trước khi thi Hoa Khôi Doanh Nhân, em là một người rất là nhút nhát, rụt rè. Nhưng mà từ sau cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân á, thì em cũng đã học hỏi rất là nhiều, cho em nhiều cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm. Và sau cuộc thi thì em cảm thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Và em tự tin để mà phát triển cái nghề của mình nhiều hơn rất là nhiều. Vậy thì công việc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Có tốt không? Rất là tốt ạ. Công việc em hiện tại thì thỉnh thoảng là đi quay quảng cáo, quay TVC. Còn thời gian còn lại á, là em sẽ nhận sản phẩm, em review cho các nhãn hàng. Điều gì làm mà hài lòng nhất đối với em đến thời điểm này? Trong cuộc sống á, thì lúc nào cũng sẽ có những cái khó khăn sẽ xảy ra. Nhưng mà em nghĩ là mình cứ cố gắng hết sức có thể. Và thật sự là em đã vượt qua được những cái khó khăn đó để ngày một thành công và hoàn thiện hơn. Là một cô gái đã đổ vỡ. Dạ. Cũng đã có những lúc trông tranh. Dạ. Vậy thì mỗi một lần buồn thì em chia sẻ câu chuyện của mình với ai? Từ hồi nhỏ là đã sống một mình rồi, cho nên là trong cuộc sống là em tự, giống như hồi đó giờ là cứ tự em tự lực cánh sinh thôi. Với lại bây giờ em tập trung vào công việc là chính, cũng không có nhiều thời gian để đi chơi hoặc là bạn bè nhiều nữa. Cho nên là khi mà đã dành thời gian đi với lại bạn bè thì em không có muốn kể những cái chuyện không vui, những chuyện không hay. Mà mình gặp nhau thì em chỉ muốn cho mọi người vui vẻ, mang đến những cái năng lượng tích cực cho nhau vậy đó. Vậy chứng minh là em là cô gái mà đã gồng mình hơi quá rồi. Dạ. Rồi những lúc trông tranh như vậy, không nhẽ chỉ một mình tự giải quyết tất cả mọi việc. Dạ đúng rồi anh. Tại vì thật sự là có những cái việc xảy ra nó còn khó khăn khủng khiếp hơn nhiều, nhưng mà em đã vượt qua hết rồi. Cho nên là bây giờ khi mà có một cái việc gì đó xảy ra thì em thấy nó cũng bình thường. Khi mà khó khăn nhất thì ai ở bên cạnh em? Dạ cũng một mình thôi anh. Lý do gì Lữ Ngọc Hiền không kiếm một bờ vai để dựa vào, để mỗi lúc trông tranh, mỗi lúc vấp ngã, mỗi lúc mệt mỏi thì có một người vỗ về cho mình? Em thì là một người cũng sống rất là tình cảm, và em cũng là một mẫu người của gia đình. Em cũng mong, nhưng mà có lẽ là do là em ra đời quá sớm, từng trải quá sớm, cho nên là nếu mà em cũng khó tìm để cái người thích hợp á. Nếu mà vững vàng, đủ chững chạc để bao che mình thì đa số là họ có gia đình. Còn nếu mà ngang em hoặc là trẻ hơn em thì lại là không có đủ để cho em nương tựa. Có thể bởi vì do em quá mạnh mẽ nên là người ta lại cần bờ vai của em, chứ không phải là em cần bờ vai người ta nữa cơ. Dạ đúng ạ. Vậy thì trong cuộc đời này, cho đến thời điểm này, em hối tiếc nhất điều gì? Dạ em hối tiếc là khi mà hồi còn nhỏ thì mình cứ sống theo cái bản năng, theo cái mà mình muốn thôi. Mình không có nghe những cái lời khuyên của người trong gia đình. Thí dụ như hồi xưa là đúng ra em có một cái cơ hội em đi du học ở nước ngoài. Nhưng mà do từ nhỏ là ba mẹ ly hôn thì em cũng muốn có một cái gia đình, trong đầu em là em chỉ ước có một gia đình hạnh phúc thôi. Thì lúc đó em bỏ cái tương lai của mình để đi lấy chồng. Theo tiếng gọi tình yêu. Đó, thì thật sự là mình cũng cố gắng sống tốt, nhưng mà nhiều khi cái duyên nợ nó chỉ đến đó thôi. Thì cái con đường của mình nó lại rẽ sang một cái hướng khác.
nếu mà lúc đó mình nghe lời gia đình, nghe lời cha mẹ, tiếp tục học, mình học cao hơn nữa để cho mình có kiến thức á, thì em nghĩ là mình sẽ có một cái sự thành công tốt hơn. Nếu cho em được quay trở lại quá khứ để thay đổi một việc, em có nghĩ mình sẽ đi học lại không? Em nghĩ là cứ quá khứ thì nó qua thì nó cũng đã qua rồi. Tuy là em không có được điều kiện học cao hơn nữa, ngã sang một hướng khác, tuy nhiên á, thì cái hoàn cảnh nó rèn luyện cho em á, thành một cái người phụ nữ tuy là nó nhỏ bé nhưng mà cũng khá là mạnh mẽ đó. Nói chung là em cũng tạm hài lòng với lại cái cuộc sống của em bây giờ, cho nên em không có hối hận. Để mình dõi tông đường rồi này kia nọ đúng không? Dạ, xong em nghĩ là trách nhiệm mình cũng đã xong rồi thôi, chắc là không sanh nữa. Nhưng mà lại chưa xong. Tự nhiên cái lại có thêm bé thứ hai. Dạ. Rồi như vậy đó thì từ 2 năm đầu rồi tới 2 năm nuôi con, rồi thêm 2 năm nuôi con nữa là 6 năm. Em không có đi làm gì hết. Thật ra con em thì không có ý kiến gì về vấn đề nghề nghiệp của em. Bởi vì em với ba nó không sống với nhau mười mấy năm rồi, nên là hai đứa nó ở với ba. Em hơi chảnh lòng là vì mình không có thời gian nhiều cho con thôi. Là một cái người KOL, KOC, là cái người đã review cũng như là đã giới thiệu rất là nhiều sản phẩm. Vậy lý do gì Lương Ngọc Hiền đã không chọn cho mình một sản phẩm để tự kinh doanh? Dạ, thật sự là cũng có đó anh. Do là thật sự em mới bước vào cái nghề này á, khoảng 2-3 năm nay thôi. Mà từng bước bản thân em phải cố gắng rồi học hỏi rất là nhiều. Cho nên là thật sự ai cũng muốn cho mình có một cái sự nghiệp ổn định và chắc chắn. Tuy nhiên là hiện tại cái thời buổi kinh tế thị trường nó cũng đang là chưa có ổn định và khó khăn chung. Thì trong cái thời gian đợi cho cái thị trường nó ổn định á, thì cái thời gian này em vẫn cố gắng không có ngừng học hỏi để mà kịp thích nghi với lại cái thị trường, cái môi trường á, để khi đúng thời điểm thì em sẽ thực hiện cái ước mơ của mình là dựng một cái thương hiệu của riêng mình. Vậy thì là một bà mẹ cũng đơn thân, cũng lo cho ba đứa con đúng không? Dạ, ba đứa con em thì chồng cũ em lo. À thế à? Dạ, tại cháu nội đích tôn á. Cái may mắn của em á là tuy là mẹ con ở xa nhau nhưng mà các bé rất là yêu thương em. Tại vì các bé cảm nhận được là cái tình cảm em cũng như cái sự hy sinh của em cho các bé như thế nào. Cái nữa là con em học rất là giỏi và rất là ngoan. Thì đó là một cái may mắn nhất mà trong cuộc sống em đang có được. Các bé thì đang ở với ba, với nội ở dưới quê. Tại vì cháu nội đức tôn và để bé ở đó học sẽ tiện cho tốt hơn anh. Vậy thì em có sợ là sau này rồi các bé cũng sẽ yêu sớm rồi lại tiếp tục lại một cái hành trình tiếp theo mà em đã từng vấp ngã hay không? Dạ em không có sợ, tại vì từ hồi nhỏ đó là mấy mẹ con tâm sự với nhau như là những người chị em vậy đó, những người bạn, những người chị em. Thì khi mà có một chuyện gì á, các con đều tâm sự với em hết trơn à. Cho nên là những cái ý kiến của em, những cái gì em đưa ra là các bé sẽ nghe và suy nghĩ lại. Cho nên là sẽ không có nông nổi như em hồi xưa đâu. Vậy thì cái định hướng sắp tới của em là gì? Dạ sắp tới thì em vẫn tiếp tục là cố gắng trao đổi nè, học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm ở cái lĩnh vực này. Tại vì anh thấy là mỗi ngày mỗi nó thay đổi, mỗi đổi mới. Nếu mà mình không có ngừng học hỏi á, hay là cố gắng á, thì mình sẽ không theo kịp ở bên ngoài. Thì hiện tại là em đang cũng tập trung hết cái thời gian của em vào công việc. Hầu như là không có ngày nghỉ. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình có được cái công việc như vậy. Mình trân trọng nó và mình đang cố gắng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Để khi mà có cái thời điểm thích hợp á, thì mình sẽ nó phát triển ra nhiều hơn nữa. Như hồi nãy em cũng đã nói với anh là em cũng mong là mình sẽ tạo dựng ra một cái thương hiệu riêng của mình. Vậy thì bây giờ cũng đã bước qua tuổi 40 rồi. Cũng là một cái tuổi mà chúng ta cũng phải tính toán. Dạ. Em có cái kế hoạch chiến lược nào cho 10 năm tiếp theo của mình hay không? Một Lữ Ngọc Hiền của 45-50 hay không? Anh cũng thấy em đã tham gia cuộc thi là năm 2020. Thì khoảng 3-4 năm nay là em đã tạo cho mình một cái vị trí khá là ổn thôi. Chưa gọi là tốt đâu nhưng mà khá là ổn. Thì em hy vọng là trong 10 năm nữa là
em sẽ có một cái vị trí vững, có một cái cuộc sống ổn định, và nếu mà may mắn hơn thì sẽ tìm được một cái người đủ san sẻ, chia sẻ cho mình trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vậy thì là một người đi trước cũng vấp ngã nhiều, cũng trông tranh nhiều, cũng có rất nhiều những niềm vui và nỗi buồn. Em có lời khuyên nào cho những các bạn trẻ đang mong muốn khởi nghiệp? Theo em á, thì những gì em đã trải qua thì em có một cái lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tập đối mặt với là cái sự thất bại và cố gắng làm hết sức mình có thể. Cho dù nó mình có thất bại hay là thành công đi nữa thì mình đã cố gắng hết sức rồi. Và trải qua nhiều cái thất bại thì mình sẽ rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho mình. Thì những cái lần sau mình sẽ không có tái phạm nữa, thì chắc chắn một cái ngày nào đó mình sẽ phải thành công thôi. Cảm ơn em rất là nhiều và mong là em sẽ thành công trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời lượng dành cho chương trình Doanh nhân và cuộc sống kỳ này đến đây xin phép được khép lại. Duy Mạnh và Lương Ngọc Hiền xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.